ta ngút ngàn đau. Ngàn đời không quên chuyện chàng đánh ca, bỏ lại quê xa mối tình tàn tạ, lạnh lùng sông pha gây rừng xa ta, tình là non sông mối tình chung, mặt trời lên Hoàng thượng, hoàng thượng hãy nghĩ xem, nếu không có Trần Thủ Độ thì thiếp đã chết trong tay giặc Quách Bắc ở Hải Ấp từ lâu rồi. Nếu không có Trần Thủ Độ thì hoàng thượng, giỏi cho con nhà thuyền trài kia, ta đã cấm trước mặt hoàng thượng người không được nhắc đến tên người tình cũ, vậy mà ngươi quần bay đâu? Dạ. Bắt giam nó vào ngục tối cho ta. Khoan, xin Thái hậu bình tâm. Thủ Độ là người có công dẹp loạn Quách Bốc, khôi phục nhà Minh. Hoàng Nhi và Thái hậu có được ngày hôm nay ở Thăng Long là nhờ công mưu lược như thần của Thủ Độ. Nay Thủ Độ không được nhắc nhở gì, Nguyên Phi thắc mắc là đều có thể thông cảm được. Trần Thị Dung, có đúng là ta đã cấm ngươi không được nhắc đến tên Trần Thủ Độ ở trong cung này? Bẩm Thái hậu, người có cấm, nhưng... Phạm tội là phạm tội, không có nhưng gì hết. Nể tình hoàng thượng xin, lần này ta tạm tha, lần sau ta sẽ tính. Về! Ngươi đừng tưởng, ngươi lợi dụng sự mê hoặc yêu ma quỷ quái của ngươi để xin với hoàng thượng ban bổng lộc cho cha anh họ hàng nhà ngươi ở đất Thăng Long này. Hành vi xâm lấn vào Thăng Long của họ Trần nhà ngươi, ngày hôm nay ta nói công là công, ngày mai ta nói tội là tội. Thưa Thái hậu, cha con đưa quân vào Thăng Long là thực thi thánh chỉ của tiên đế. Trời ơi, nàng lúc nào cũng phải nói đội ơn Thái hậu chứ. Cứ để cho nó cãi. Ta hỏi ngươi, Trần Thủ Độ và Đỗ Xuân Ấu lừa tiên đế để lấy thánh chỉ thì đó có phải là tội không? Long ấn đang ở trong tay ta thì thánh chỉ đó có phải là giả không? Họ Trần nhà ngươi hễ cứ tính ra tội thì việc gì cũng thành tội. Đổi ơn Thái hậu đi, Thái hậu anh minh. Đổi ơn Thái hậu, Thái hậu anh minh. Ngươi nói như vậy có nghĩa là ngươi đã thừa nhận họ Trần nhà ngươi có tội rồi nhá. Ta nói cho ngươi biết, từ việc gả ngươi cho hoàng thượng đến việc từng bước xâm lấn vào triều đình, âm mưu cướp ngôi nhà Lý của cha con nhà ngươi như thế nào, ta có thể đọc ra vanh vách. Về. Ở Hải Ấp, ta đã nói với nàng, ta chỉ mơ ước chúng ta được ở bên nhau ở Hải Ấp, sống cuộc đời trải lưới thanh thản. Vì ta đã nếm mùi cung đình, không bao giờ yên bình ngọt ngào cả. Người đừng nói nữa được không? Thiếp cũng đâu ham muốn gì trốn cung đình này.
Nhưng nếu ở Hải Ấp, thiếp sẽ là vợ của Trần Thủ Độ. Vì thiếp chỉ yêu một mình Thủ Độ thôi. Trời ơi, ở trong cung có rất nhiều tai mắt của Thái Hậu. Sao nàng cứ nhắc tên Trần Thủ Độ mãi thế? Bẩm Hoàng thượng, có hai đại thần xin tiếp kiến Hoàng thượng ạ. Cho họ vào. Dạ. Hoàng thượng vạn tuế, nguyên phi an khang. Cha. Các ngươi bình thân. Đội ơn Hoàng thượng. Ta biết các khanh đến gặp ta về việc Trần Thủ Độ không được định công xét thưởng. Hoàng thượng sáng suốt. Việc này ta cũng rất khổ tâm. Tô Trung Từ ở lâu với ta chắc đã rõ chuyện triều đình. Đang giữa trưa, nhưng Thái Hậu và các đại thần thời Tiên Đế bảo là đêm. Ta muốn nói không phải, cũng không thể nói ngay được. Huống hồ, nhiều khi phải nói ngày là đêm để cho yên chuyện. Thần có thể hiểu ạ. Hoàng thượng, nếu người không thể nói ngày là ngày, đêm là đêm, không thể bảo vệ được những điều mình cho là đúng, thì ai sẽ bảo vệ thiếp đây? Rồi sớm muộn, thiếp cũng sẽ chết trong tay Thái Hậu thôi. Dung, nguyên phi không được nói như vậy, xin Hoàng thượng lượng thứ ạ. Về đây, ta mới biết Trần Thủ Độ bị Thái Hậu và các quan đại thần trong triều đặt ra rất nhiều nghi án. Nếu ở hoàn cảnh của ta, hai khanh giải quyết bằng cách nào? Trời ơi, tại sao giữa chốn cung đình mà lại lắm kẻ lòng lang dạ sói như vậy chứ? Nguyên phi cũng nên nói như vậy. Thần nông cạn, không hiểu được nỗi đau của Hoàng thượng. Xin Hoàng thượng tha tội. Xin Hoàng thượng tha tội. Hai khanh đứng dậy đi. Thực tình, trước phản ứng của Thái Hậu và các đại thần trong triều, để Trần Thủ Độ hàng ngày vẫn được vào triều đã là cố gắng lớn của ta rồi. Ta sẽ từ từ giải quyết một cách công tâm nhất. Đội ơn Hoàng thượng. Nghe những điều ta nói với cha nàng, nàng đã thấy cái khó và cái khổ của ta rồi chứ? Nhà vua mà bảo vệ lẽ phải đã còn khó và khổ như vậy, thì dân chúng sẽ còn khó và khổ đến mức nào nữa? Dạ, nguyên phi còn dại dột, xin Hoàng thượng lượng thứ. Không sao, người có thể ở đây với nguyên phi để ta gặp riêng Tô Trung Từ một lát. Đội ơn Hoàng thượng. Ta không ngờ trong cung giờ phức tạp hơn thời loạn lạc. Hoàng thượng còn nói được như vậy, hạ thần mới dám thổ lộ nỗi lo của thần và Trần Lý trước khi quyết định vào thăm Hoàng thượng. Cha. Con. Cha. Cha. Con. Cha ơi. Con. Con khổ lắm cha. Hãy tha thứ cho cha mẹ. Chuyện triều đình con biết hết. Con rất thương cha và các anh. Nhiều lúc cha tự hỏi liệu họ Trần mình có đang sai lầm khi đang gánh một gánh nặng quá sức mình không? Cha, hay mình lại bỏ Thăng Long về Hải Ấp đi cha.
đã nghĩ tới chuyện đó. Thôi con, thần biết chính xác thái úy Nguyễn Chính Lại đã mang thư của thái hậu kêu gọi đoàn thượng Nguyễn Nộn hòa giải, tập hợp lực lượng kéo về Thăng Long, đồng thời liên hệ với vua Tống, vua Chiêm ủng hộ thái hậu nhằm loại họ Trần ra khỏi triều đình. Không thể có chuyện đó được. Họ Trần với ta là một, thái hậu chỉ còn mình ta là con. Nếu lật ta thì ai lên ngôi? Người chớ có nghe tin đồn nhảm. Là trung thần ba triều nhà Lý, là tâm phúc của ta, người phải thức tỉnh cha con Trần Lý, khuyên họ không nên nghĩ xấu về thái hậu. Ta thừa nhận thái hậu có định kiến với Nguyên Phi, nhưng đó là chuyện mẹ chồng nàng dâu muôn thuở. Anh ấy có khỏe không cha? Khỏe, nhưng nó buồn. Nó vẫn thương con. Phải rũ bỏ tình riêng vì nghiệp lớn, đối với nó còn nặng nề hơn cả cái chết. Cha đừng nói nữa. Nếu cha nói tiếp, con sẽ không thể sống một ngày nào trong cái chốn lẩu son gác tía này nữa đâu. Những ngày nặng nề phức tạp ở Thăng Long, nhiều lúc cha muốn đưa cả nhà về Hải Ấp để tìm lại sự bình yên ngày trước. Nhưng nghĩ đến chuyện Giang Sơn sẽ lại rơi vào cảnh lầm than loạn lạc, rồi cái công của họ Trần mình với triều đình lại rơi vào tay bọn sâu mọt bất tài, thì mình trở thành vô trách nhiệm, mà nhà mình cũng chẳng được yên. Về đến đây là cưỡi trên lưng hổ, phải cố mà chịu đựng con ạ. Chịu đựng sao? Sẽ chịu đến bao giờ nữa đây? Liệu có phải chịu đựng đến khi chết tức tưởi oan nghiệt như bao nhiêu trung thần mà cha con mình đã nhìn thấy không? Chắc chắn là không. Cha có thể khẳng định với con, họ Trần chúng ta rời Hải Ấp lên đây không phải là để chết tức tưởi, mà là để sống, để góp công góp sức cho triều đình vững mạnh, Đại Việt hưng thịnh. Sống sống như con đang sống cay đắng trong chỗ lẩu son gác tía này sao? Dung, ngày cưới thái tử, con đã một lần chết đi vì sự nghiệp của họ Trần. Này, cha bảo con phải chịu đựng, khác nào bảo con phải chết dần chết mòn trong cái chốn đầy âm mưu nham hiểm đen tối này. Thực tình, cha mẹ không muốn con lâm vào cảnh này. Hãy tha thứ cho cha mẹ. Cha, con thương cha mẹ lắm, nhưng anh độ chịu được, con sẽ cố chịu được. Nhầm nhầm nhầm, ngựa ông đã về cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn. Chúng nó thích chơi với chú Độ hơn cả với bố nó đấy. Cô ơi, con là vua, chú Độ là ngựa ô. Cảnh, con không được nói lung tung nhá. Cảnh có tướng đứng đầu thiên hạ, cho nên cưỡi lên lưng chú Độ cũng hợp lẽ thôi. Chú Độ yêu trẻ con thế kia, nếu thành thân được với cô Dung thì giờ này chắc là con bồng con bế rồi. Bồng bế đám trẻ con họ Trần cũng đủ lắm rồi.
Nhong 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 nhong. À, đã đến lúc tập bơi rồi. Nhong 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 nhong. Trần Liễu đâu? Dạ. Lại đây. Đàn ông họ Trần phải bơi thật giỏi. À, thích quá, mát quá. Đập tay mạnh lên, mạnh nữa, mạnh lên. Tốt, tốt. Chú đang kia cho rồi, chú đang kia cho rồi. Có thích khách, đuổi theo. Nào, lên đây với mẹ. Nhanh lên. Nhà đi các con. Kẻ nào định sát hại anh? Người anh em kết nghĩa của ta đã về Thăng Long rồi sao? Chị cứ ngắm mãi như thế này, Thái Hậu mà biết thì chết đấy. Ở ngoài đâu có ai hiểu làm hoàng hậu hay nguyên phi lại khổ thế này. Lành, em hãy nói với tỷ, nhắn anh Độ phải cứu chị ra khỏi đây ngay. Sao hôm ở Hải Ấp chị không trốn theo anh ấy luôn đi? Làm thân con gái, khi sinh ra phải thờ cha, lớn lên theo chồng phải thờ chồng. Không có đạo lý nào dành cho người phụ nữ Đại Việt thờ người mình yêu cả. Nên chị không còn con đường nào khác. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác rồi. Những kẻ đố kỵ đang tìm mọi cách để hạ uy tín của chúng ta. Và chúng đã chọn cháu là người để đánh đòn phủ đầu. Cháu biết ai đã đứng đằng sau mũi dao này. Thủ Độ, tất cả những việc tôi ngăn cản chú từ trước đến nay, chú không nghe. Bây giờ đã thành hậu họa cho cả nhà rồi đấy. Anh cứ nói hết đi. Chúng ta nên vào trong nhà. Trần Tị, Tô Vĩ, cảnh giới toàn bộ khu vực khuôn viên. Vâng, thưa ông. Các người ra cổng cảnh giới. Tuân lệnh. Họ đã đòi truy xét về cái chết của Thái tử Quế, Đàm Quốc Trượng, Hoàng tử Thầm. Họ còn nói thánh chỉ lệnh cho cha tôi đưa quân về Thăng Long là thánh chỉ giả. Chú lừa mọi người à? Tôi khẳng định đó chính là thánh chỉ của Hoàng thượng Thảo, đóng long ấn của Đại Việt.
họ đang cố tình bôi nhọ chúng ta. Cháu đừng nói nữa. Chính sự có mặt của cháu ở Thăng Long đã khiến các phe phái đối nghịch liên kết nhau để chống chúng ta. Chính Hoàng thượng muốn cậu và bác Lý khuyên cháu nên về Hải ấp lánh mặt một thời gian. Cháu hiểu rồi. Vì sự tồn tại của họ Trần ở triều đình, cho nên cháu cần phải biến mất khỏi cõi đời này. Thủ độ này sống cho họ Trần, có được vinh hiển như ngày hôm nay, không có gì phải ân hận. Cháu sẵn sàng chết để họ Trần không mất đi những vinh hiển ấy. Thủ độ, dừng tay! Cháu không được dạy rồi! Buông ra! Buông tay ra! Bỏ tao ra! Dừng tay! Thủ độ! Chúng muốn chết thì về Hải ấp mà chết, đừng có chết nhục ở Thăng Long này. Đồ. Ngay lúc này nếu muốn chết cháu cũng không có quyền. Thưa bác, những việc cháu làm nếu tính thành tội là có tội, nhưng để bảo toàn vị thế của nhà Trần ở Thăng Long, cháu cần phải chết để mọi chuyện được chôn vùi mãi mãi. Sao cháu dại miệng như vậy? Gây dựng nghiệp lớn cho dòng họ là trọng trách của tất cả chúng ta. Họ Trần không đổi mạng cháu để lấy chỗ đứng ở Thăng Long. Đến lúc này, khi mục đích chúng ta gia nhập triều đình đã trở thành sự thật, thì gia tộc họ Trần cần phải biết rõ hơn những sự thật khác để hiểu rõ. Nếu không quyết liệt, thậm chí bạo liệt, thì chúng ta sẽ không bao giờ làm nên nghiệp lớn. Bác vẫn nghe cháu nói đây. Cháu đã sai người giết Thái tử Quế ở bến Tề An, phủ Hạ Hoàng. Nếu trong một nước có hai thái tử, đã loạn càng thêm loạn. Sự việc ở rừng cỏ, cháu muốn bịt miệng tên thái giám vĩnh viễn để thánh chỉ của chúng ta được hợp pháp. Nhưng người thực hiện đã bắn trượt. Nếu viên thái giám tố cáo vụ lòng ẩn, thì thánh chỉ thật vẫn bị coi là giả. Lúc ấy tội của cháu vẫn bị xử nặng. Không chỉ riêng thủ độ, tội giết thái tử Quế cũng đã khiến cho họ Trần nhà mình bị tru di tam tộc, chứ đừng nói gì đến chuyện tiếp tục ở lại Thăng Long nữa. Vấn đề ở đây là bằng chứng. Quách Bốc cũng sẽ là một nhân chứng. Thay vì báo ơn tha chết ở Hải ấp, nay cũng có mặt ở Thăng Long để báo oán. Bây giờ khi mọi chuyện đã rõ, con thấy thủ độ làm thế là đúng. Nếu thái tử Quế mà còn thì ở Thăng Long lúc này sẽ là đoàn thượng chứ không phải chúng ta. Nếu không quyết liệt để có thánh chỉ thì họ Trần ta sẽ đổ máu nhiều khi tiến vào Thăng Long, và chưa chắc đã giữ được kinh thành cho đến giờ phút này bởi sự phản đối của dân chúng và chí sĩ Thăng Long. Làm việc đại sự, khi cần máu thì máu phải đổ, khi cần mạng thì mạng phải thí. Vào thời điểm đó cháu đã hành động đúng. Nếu không bây giờ Giang Sơn vẫn trong cảnh binh đao. Nhưng trong thực tế không đơn giản như anh và các cháu nghĩ. Trong lúc biến loạn, những mưu tính thủ đoạn, những hành động cực đoan dễ được chấp nhận, bởi vì mục đích của nó là để giành chiến thắng. Nhưng khi bình ổn,
những hành động đó phải được xem xét lại. Xét về luật lệ và tính nhân đạo thì công lao của Trần Thủ Độ lại là sai trái, nhất là khi chân lý lại nằm trong tay những kẻ mạnh, nên những hành động của Thủ Độ vẫn khó biện minh. Chuyện đã đến nước này, theo con, sẵn binh lực, chúng ta cứ thẳng tay giết sạch lũ đại thần, phe cánh của Đàm Dĩ Mông, Nguyễn Chính lại, trước khi đám đoàn thượng, Nguyễn Nội can thiệp vào. Khi ấy thì lẽ phải sẽ thuộc về kẻ chiến thắng. Đây là lúc tốt nhất để họ Trần giành lại ưu thế và bảo vệ được Thủ Độ. Họ Trần không bảo vệ được Thủ Độ trước âm mưu triệt hạ của bọn gian nịnh trong triều thì chúng ta không đáng có chỗ đứng ở Thăng Long, thậm chí không đáng sống ở trên đời này nữa. Theo tôi, lúc nào hết cách thì mới phải dùng đến bạo lực. Dùng bạo lực thì có thể giải quyết vấn đề nhanh và dứt khoát, nhưng dấu tích tệ hại của hậu chiến nhiều khi mấy đời rửa không hết. Với chiến trận, nếu không quen với những điều có lý thì sẽ thất bại, sẽ chết. Còn với chốn quan trường, chúng ta phải tập làm quen với những điều phi lý thì mới có thể sống được. Dù nhiều khi phải chấp nhận cả sự phi lý đau đớn. Như vậy, nghĩa là cháu phải nên trở lại Hải Ấp. Bác và cậu nói thế thì cháu nghe theo. Chuyến này chắc về Hải Ấp còn lâu mới lên lại Thăng Long. Bác và cậu cho phép cháu được gặp Dung lần cuối. Chú luôn tạo ra những tình thế khó xử. Lũ thái giám chúng mày làm đứa con gái nào chỉa mà mua toàn đồ chua thế này? Dạ chính con lớn ạ. Cả lũ thái giám trong cung đều bị nghén ạ. Này, lại đây. Lại đây. Có đúng ở quán cà ớt không đấy? Anh nói dối em làm gì? Ông mà nói dối thì đừng có trách tôi. Không, không có thưởng à? Em có cho anh chuyện kia không? Nói vậy. Chị, có tin anh Tị gửi. Nhìn thấy mấy quả khế này, chị chỉ muốn về quê ngay thôi. Anh Tị viết tối nay anh Độ sẽ vào thăm chị. Ta biết mà. Dạ, mời hai đại nhân ạ. Thưa, người trong cung gia dẫn tướng quân vào sẽ có mặt ở đây ngay bây giờ.
có bất trắc gì không? Vào trong cung là vào miệng cọp, không ai dám nói là bất trắc hay không. Nhưng nếu vướng chuyện gì, ta lại giải quyết tiếp bằng tiền. Người khí mùi là nó thuộc về tiểu nhân rồi. Này tiểu nhân xin biếu lại tướng quân. Sao lại có chuyện này? Ông định cùng tôi buôn bán gì chăng? Thưa tướng quân, có những thứ không thể buôn bán được. Đó là khí phách anh hùng và lòng ngưỡng mộ. Bởi thế, tiểu nhân quyết định phục vụ tướng quân vô điều kiện. Chúc ông buôn bán phát đạt. Đa tạ đại nhân. Dạ bẩm thái hậu, người đang tìm cách móc nối đưa người vào cung đích thị là con người hầu trung thành của Nguyên Phi. Con hồ ly tinh này giỏi thật. Chúng nó hẹn đón nhau ở đâu? Bẩm, quán rượu của cả ất nằm xế cổng thành ạ. Hãy dụ cọp ra khỏi hang. Dạ. Còn ngươi, ta sẽ trọng thưởng sau. Đội ơn thái hậu. Thưa, người trong cung đã ra đón. Ông có biết rõ ông ta không? Thưa tướng quân, ông ta là thái giám. Mọi đường dây đưa người ra vào cung lâu nay đều do thái giám lo liệu hết sức an toàn. Ông ra đưa cho ông ta thỏi bạc, nói tôi đã đổi ý không vào hoàng cung nữa. Sao lại thế? Ông ấy vào đến đây rồi ạ. Không thắc mắc. Dạ dạ, tôi vô ý quá, xin thứ lỗi ạ. Thôi các ông ấy không vào nữa đâu, ông về đi, để lần sau. Sao? Nó đâu? Quái lạ. Không lẽ chúng có phép tàng hình à? Sao anh lại đổi ý? Đây chính là tên thái giám đã bắt gặp tôi, đột nhập vào phòng hoàng hậu để trộm long ấn. Hắn đã chết hụt và ngậm miệng. Đúng là không thể tin được bọn thái giám. Em đã học được tính đa nghi của anh. Cần phải tìm con đường khác. Cách hành xử của tên thái giám khiến tôi không yên tâm. Cậu vào trước, thám thính đường đi lối lại. Phải an toàn thì ta mới thực hiện. Vâng. Đi đi. Dạ, rượu của ngài đây ạ.
Xem tình cảnh chị ấy thế nào. Hôm sau anh ấy mới vào. Anh đừng sợ. Hoàng thượng và chị Dung đang ở chùa. Không ai để ý đến con A Hoàn này đâu. Khi nào chị Dung về? Nàng cứ về nghỉ trước. Ta tụng một bài kinh nữa, ta sẽ về với nàng. Vậy thiếp xin được ngồi cung trước. Chuyện gì thế? Hoàng thượng còn ở đây để tụng kinh niệm Phật được à? Đêm nay ta sẽ nói có sách mách có chứng về tội lỗi của con hồ ly tinh họ Trần kia. Nguyên phi mắc tội gì? Bây giờ hoàng thượng đi theo ta, bắt quả tang hai tên gian phu dâm phụ ở trong nội cung. Không ngờ con này to gan thật, dám hẹn nghịch tặc Trần Thủ Độ vào tận đây để gian díu.
Không thể có chuyện đó được. Vây bắt chúng ngay. Đi. Ra khỏi đây ngay, đã có kẻ nhìn thấy rồi. Nhằm về anh Độ, phải cứu ta ra ngay. Đi, nhanh lên, kẻo không kịp đâu, nhanh lên. Khoan đã, đi theo hướng này. Bảo vệ toàn bộ, qua đây. Rõ ràng, nàng mới vừa chỉ rời như Hoàng thượng khỏi nói nhiều, cứ theo ta khắc biết. Lần này ta quăng mẻ lưới để bắt hai con cá to. Rồi xem họ Trần còn dám ngẩng mặt lên ở đất Thăng Long này nữa hay không. Xuất! Ở bên kia! Đừng xuất kỹ! Đánh lên! Đánh lên! Đánh lên! Đánh lên! Đánh lên! Thái hậu thiên thiên tuế, kính chúc Thái hậu vạn thọ vô cương. Dạ bẩm Thái hậu, không thấy thích khách ạ. Bẩm Thái hậu, không tìm thấy thích khách ạ. Ngươi nghĩ thế nào khi ngươi nói với ta là ngươi tận mắt nhìn thấy? Dạ bẩm Thái hậu, dạ tâu hoàng thượng, dạ có lẽ tiểu nhân nhìn nhầm ạ. Mày đâu? Mang tên này ra chém. Hoàng thượng ơi, xin tha mạng. Thái hậu ơi, cứu con. Từ trước tới nay con vẫn trung thành với Thái hậu mà. Hoàng thượng ơi, xin tha mạng. Thái hậu ơi, cứu con. Cứu con Thái hậu ơi. Hoàng thượng tha mạng. Nguyên Phi, người giỏi lắm. Ta thật sợ ý quá. Ta hứa từ nay sẽ không rời nàng một bước nữa. Ta cũng không hiểu vì sao Thái hậu lại thù nàng đến thế. Hoàng thượng, người đừng nghĩ đến chuyện buồn nữa. Nếu không có thiếp ở trong cung, chắc người sẽ không rơi vào tình thế khó xử như thế này. Nàng chớ có nói dại như thế. Nếu không có nàng ở bên, ta chỉ còn đường đi lên núi Yên Tử mà tu thôi. Ta biết nàng vẫn còn day dứt chuyện ta đối xử không đúng với thủ đô, nhưng ta hứa với nàng, nếu có dịp thuận lợi, ta sẽ trọng dụng thủ đô để cho nàng vui lòng. Chim vào dĩ vãng, em con hát vang.
trời cao. Chỉ vẫn tan hồng bên có con sông, bên có con sông. Tôi thắm lại mà sao.